Xin chào mọi người. Thì hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ nói một chút về cái chuỗi series về nông nghiệp tuần hoàn, về cái giá trị những cái ứng dụng tuyệt vời mà cái con trùng quế mang lại cho nông nghiệp sạch. Thì hôm nay tôi sẽ tập trung nói sâu hơn về cái việc để làm thế nào để chúng ta có thể nâng tầm cái ngành trùng quế lên và tạo ra thêm nhiều giá trị gia tăng, thêm nhiều lợi nhuận hơn để giúp cho những người sản xuất, những người nuôi trùng có thể có thêm thu nhập, cũng như là những bà con nông dân sản xuất trong cái ngành nuôi trùng quế, cũng như là những bà con nông dân ứng dụng những sản phẩm phân trùng với cái giá thành tốt nhất và hiệu quả nhất. Thì cái bài toán tối ưu hóa về mặt kinh phí, chi tiết kỹ thuật và về kinh tế như thế nào thì tôi sẽ phân tích sơ bộ trong cái video này, và hy vọng rằng cái video này sẽ giúp cho mọi người có thể tư duy mở rộng hơn. Chúng ta không có ở trong một cái giếng, mà chúng ta chỉ không chỉ đơn thuần chỉ là sản xuất trùng quế đơn thuần, mà chúng ta có thể gia tăng giá trị và nâng tầm cái ngành trùng lên bằng những cái sản phẩm cao cấp, đặc sắc và có nhiều ứng dụng hơn từ cái ngành trùng. Thì trước khi vào nội dung trọng tâm thì tôi xin giới thiệu một chút về cái ngành trùng, nó là gì, trùng quế là gì và tại sao chúng ta lại quan tâm đến nó. Thì trùng quế là một loại sinh vật nhỏ bé, nó cùng họ với lại cái loại giun đất nhưng mà khác loài. Và cái con trùng quế đã được thuần và nuôi công nghiệp quy mô lớn để nó xử lý những cái loại phân gia súc, gia cầm, đặc biệt là phân bò sữa. Bởi vì hiện tại thủ phủ nuôi trùng quế là ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, họ nuôi trùng rất là nhiều bởi vì cái địa hình, địa thế vườn cao su rất là thuận lợi để làm trại trùng, tiết kiệm chi phí, vừa có một cái nguồn phân bò sữa cực kỳ dồi dào để có thể là làm nguồn thức ăn nuôi trùng với chi phí giá thành rất là rẻ. Có thể nói Củ Chi là thủ phủ của ngành nuôi trùng với sản lượng có thể lên đến hàng ngàn tấn phân trùng một tháng, tính hết luôn khu vực Củ Chi. Thì cái ngành trùng nó sẽ giúp cho cái ngành nông nghiệp tạo ra có được cái nguồn phân hữu cơ vi sinh từ trùng quế. Cái phân trùng quế thì rất là tốt, chúng ta thay thế những cái dòng phân hữu cơ khác trên thị trường với giá thành tốt nhất, và cái giá trị về dinh dưỡng của phân trùng quế cũng rất là đặc biệt và cao cấp hơn. Tuy phân trùng quế nó chưa tạo ra, chưa được công nhận và có một cái tiêu chuẩn riêng cho nó, chúng ta chỉ gọi nó chung chung là phân hữu cơ, nhưng thực sự cái giá trị về dinh dưỡng cũng như là cái yếu tố về mặt kỹ thuật nó cũng cao cấp hơn rất nhiều so với những cái loại phân hữu cơ truyền thống như phân bò ủ hôi hoặc là phân hữu cơ khác, vân vân. Và một cái sản phẩm thứ hai chủ lực của ngành trùng ngoài phân trùng đó là cái con trùng thịt. Thì trùng thịt đơn giản là chúng ta chỉ là thu hoạch, rửa sạch và cấp đông hoặc là cho ăn tươi những cái con vật nuôi như gà, tôm, cá, lươn để sử dụng cái con trùng tươi này để làm thức ăn. Thì nó là một cái nguồn protein giàu đạm tự nhiên, cũng rất là tốt cho vật nuôi, giúp kích thích hệ tiêu hóa, kháng một số bệnh về đường ruột cũng như là giúp cho vật nuôi tăng trọng một cách tự nhiên và bền vững. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nâng cấp cái ngành trùng này lên và tạo ra nhiều giá trị hơn thông qua nhiều sản phẩm giá trị gia tăng từ cái ngành trùng? Thì nếu như quý anh chị và quý bà con có xem qua những cái video trước mà tôi nói về cái vấn đề này thì sẽ có những cái sản phẩm cao cấp giá trị gia tăng hơn từ hai cái sản phẩm chủ lực truyền thống từ cái ngành trùng, đó là phân trùng và cái con trùng thịt. Và hôm nay tôi sẽ tập trung nói sâu hơn về cái sản phẩm giá trị gia tăng được chế biến từ con trùng thịt. Về phân trùng thì chúng ta có thể chế biến thành phân trùng giảm ẩm, tức là chúng ta giảm ẩm cho nó bớt cái lượng nước đi, phơi sàn mịn và đóng bao, hoặc là chúng ta giảm ẩm sàn mịn và nén viên tạo thành những cái loại dạng viên nén tăng trọng hữu cơ cho cây kiểng bonsai. Còn đối với con trùng thịt thì ngồi cho ăn tươi hoặc cấp đông cho vật nuôi nó ăn trực tiếp ra, thì chúng ta có thể chế biến thành thứ nhất cám trùng quế, tức là chúng ta sẽ phơi trùng, làm sạch trùng và phơi trùng, sấy khô trùng ấy, chúng ta sẽ nghiền thành bột và đó là một cái nguồn đạm protein, và chúng ta có thể phối trộn với những cái loại nguyên liệu khác như bắp, rau củ, vân vân để nén viên và làm thức ăn dạng cám, cám viên cho vật nuôi, tôm, cá, gà, vân vân. Đấy, đó là một loại sản phẩm cao cấp khác được chế biến cái con trùng thịt. Thứ hai là cái sản phẩm dịch trùng quế. Dịch trùng quế là một dạng dinh dưỡng dạng lỏng được chiết xuất từ cái việc thủy phân cái con trùng thịt, lên men thủy phân con trùng thịt và chuyển nó thành dạng lỏng để cho vật nuôi cũng như là cây trồng hấp thụ dễ hơn. Và cái dịch trùng này chúng ta sẽ chia thành hai nhánh, một là dịch trùng chuyên dành cho chăn nuôi, hai là dịch trùng chuyên dành cho trồng trọt.
thì cơ bản có một cái gốc chung, đó là chúng ta thủy phân cái côn trùng ra bằng cái công nghệ sinh học. Cụ thể ở đây là sử dụng enzyme proteasa. Đây là loại enzyme mà nó giúp thủy phân đạm, không chỉ đạm từ cái côn trùng mà từ đạm cá, đạm động vật vân vân, rất là nhanh. Với điều kiện chúng ta phải cung cấp nhiệt độ để kích hoạt cái enzyme này hoạt động, cũng như là có một cái quá tác động cơ học, đó là khuấy tròn để làm sao cái nguyên liệu cơ chất của chúng ta nó thấm đều hết enzyme, cuối cùng một cái nhiệt độ kích đủ kích hoạt cái enzyme này nó hoạt động thì nó sẽ thủy phân protein thành chuỗi axit amin đơn dễ hấp thụ nhất cả về cây trồng và vật nuôi. Thì sẵn nay tôi muốn nói thêm một chút để so sánh với cách lên men ủ men truyền thống, làm dịch trùng truyền thống so với cái kỹ thuật ứng dụng công nghệ sinh học cao cấp hơn, là dùng enzyme trực tiếp để làm dịch trùng công nghệ cao và quy mô công nghiệp. Thì cái ủ dịch trùng truyền thống thì cái cách này thì ông bà mình ngày xưa cũng đã làm đối với cái những cái loại chất thải như đầu cá, ruột cá hoặc là những cái loại xác bã động vật để ủ ủ mà ủ mắm vậy. Thì cái dịch chiết trong cái quá trình phân hủy xác đó ra thì chúng ta có thể sử dụng làm phân bón lá hoặc là làm thức ăn chăn nuôi, phối trộn với lại cám, rau củ gì đó cho vật nuôi nó ăn. Tuy nhiên làm như vậy thì chúng ta sẽ không có ổn định được chất lượng cũng như là mất thời gian. Chúng ta phải thông qua một cái quá trình mà ngày xưa ông bà mình hay sử dụng men, hay là những cái loại ngày xưa thì không có men công nghiệp, không có men vi sinh, mà ông bà mình sử dụng những cái loại ủ truyền thống, tức là bỏ sung thêm đường hay là đậy nắp lại và ủ kín trong vòng vài tháng thì sau đó nó sẽ tự phân hủy rồi chắt lọc và chiết cái nước đó ra để làm phân để tưới cây. Còn cái kỹ thuật hiện tại là chúng ta sử dụng một cái loại vi sinh, bởi vì lúc trước chúng ta ông bà mình thì chưa có cái vi sinh công nghiệp để sử dụng, còn hiện tại hiện đại bây giờ thì cũng đã có rất là nhiều công ty họ điều chế và nhân giống rất là nhiều loại vi sinh. Ở đây tôi không có đề cập vấn đề là vi sinh tốt hay là vi sinh dở, tôi chỉ nói chung đó là vi sinh chất lượng. Vi sinh thì nó sẽ giúp rút ngắn được thời gian cũng như là ổn định được chất lượng sản phẩm đầu ra, để cho làm sao mà chúng ta sẽ có thể ủ cá hoặc là ủ những cái xác bã động vật nhanh nhất có thể, rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo được cái chất lượng thành phẩm, tức là cái sản phẩm phân ủ đó, phân lặn lỏng đó nó vẫn chất lượng để chúng ta phun xịt cho cây hoặc là tưới cây hoặc là làm những cái loại dinh dưỡng khác cho vật nuôi. Đấy. Và tính tới điểm hiện tại thì cái công nghệ sinh học, công nghệ enzyme á, là có thể nói là cao cấp nhất. Chúng ta có thể xếp thêm 3 tầng. Tầng thứ nhất là tầng truyền thống, tức là ủ bản địa, tức là tự bản thân cái cơ chất đó trong cái môi trường kỵ khí hay yếm khí nó sẽ tự phân hủy dưới tác động của hệ vi sinh vật sẵn có ở trong cái môi trường xung quanh. Là tức là cái cách mà ông bà mình ngày xưa làm, đó là cấp 1. Cái cấp 2 cao cấp hơn á là cái sử dụng vi sinh vật mà những cái công ty, những cái phòng lab họ nghiên cứu, họ tách chiết và họ nhân mật độ cao lên 10 mũ 8, 10 mũ 9, thậm chí 10 mũ 10 CFU trên gram men, mật độ vi sinh rất là nhiều đến hàng tỷ con trên 1 gram, thì nó sẽ tác động và rút ngắn thời gian ủ so với sử dụng những vi sinh vật bản địa đơn thuần mà ngày xưa ông bà mình hay sử dụng để ủ phân cá chẳng hạn, hay là phân bánh dầu hoặc là phân đậu nành. Và cái cấp thứ ba cao nhất đó là cái công nghệ enzyme. Ví dụ chúng ta quay lại cái cấp thứ hai, tức là cái hệ vi sinh nó sẽ giúp phân hủy cái đạm protein khó tan thành axit amin dễ tiêu và dễ hấp thu thông qua việc nó tiết ra một loại enzyme. Enzyme này sẽ xúc tác và chuyển hóa các từng, nói chung là nó hơi chuyên sâu một quyển kỹ thuật chung, nó cắt từng chuỗi polypeptide trong cái chuỗi cái cục thịt, cái protein. Chúng ta tưởng tượng protein là một cái cục thịt ha, nó sẽ cắt nhỏ ra thành chuỗi polypeptide, cắt nhỏ ra từng sợi, sau đó nó sẽ tiếp tục cắt nhỏ hơn nữa, chuỗi polypeptide cắt nhỏ thành từng chút với dạng siêu nhỏ gọi là axit amin, dạng cuối cùng của chuỗi phân tử protein, tức là đạm. Axit amin là dạng dinh dưỡng cuối cùng mà cơ thể vật chất sinh học, sinh vật sống nó có thể hấp thụ được, bao gồm cả cây trồng và vật nuôi. Đấy. Thì cái cách thứ ba chúng ta có thể sử dụng enzyme. Enzyme mà chúng ta không cần phải phụ thuộc vào hệ vi sinh mà chúng ta bổ sung vào, cũng như cái cấp thứ hai chúng ta phải hột khuấy trộn đảo trộn thì cũng khá là mất thời gian. Còn enzyme á thì nó sẽ tác động trực tiếp với điều kiện là cung cấp nhiệt độ để enzyme này nó kích hoạt. Nó hoạt động, nó kích hoạt và khuấy cơ học để đảo trộn đều cái vật chất để enzyme thấm đều, và từ đó chúng ta sẽ có một cái mẻ phân cá hoặc là phân dịch trùng dạng nước trong vòng khoảng 5 đến 6 tiếng đồng hồ ở nhiệt độ và tốc độ khuấy phù hợp, thì chúng ta sẽ có một cái mẻ dịch trùng quế ổn định về chất lượng cũng như là cái hàm lượng axit amin tốt, thì chúng ta có thể chế biến thành hai dạng như tôi nói lúc nãy. Thứ nhất là dịch trùng cho trồng trọt, thứ hai là dịch trùng cho chăn nuôi.
đối với dịch trùng chăn nuôi thì chúng ta không cần phải bổ sung những cái đa chủng vi lượng, đó là những cái dinh dưỡng của cây trồng, thì chúng ta bổ sung thêm vitamin và khoáng ấy, và bảo quản ở những nơi khô mát để sử dụng từ từ cho vật nuôi ăn, hay là trộn với cám, hay là nấu cháo vân vân, để cho vật nuôi ăn và bổ sung cái hệ vi sinh có lợi, cũng như là cái hệ axit amin, cái mật độ, cái hàm lượng axit amin cao, để cho vật nuôi nó tăng trọng và phát triển một cách bền vững. Còn đối riêng với cái dịch trùng dành cho trồng trọt á, thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một số cái yếu tố như là đa chủng vi lượng đó. Tùy loại cây, tùy tuổi cây, từ giai đoạn muốn tưới gốc hay là muốn phun xịt vào lá thì chúng ta sẽ bổ sung phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của từng loại cây khác nhau. Và sẵn tiện đây thì tôi cũng hy vọng rằng để thúc đẩy và giúp đỡ cũng như là tương tác hỗ trợ kết nối với nhau những anh em làm trong ngành trùng, hoặc là những cô chú bác nông dân đang đã và đang nuôi trùng, để tự sản xuất và nghiên cứu và làm ra nhiều sản phẩm giá trị gia tăng từ con trùng, thì nhân tiện đây tôi cũng mong muốn là sẽ chuyển giao công nghệ cũng như là hướng dẫn cho quý khách hàng, bà con nông dân với anh chị có nhu cầu tự nuôi trùng, tự sản xuất những cái sản phẩm giá trị gia tăng từ trùng quế như là dịch trùng, quá trình thủy phân, quy trình công nghệ, các bước như thế nào, thì tôi sẵn sàng chuyển giao công nghệ với một cái chi phí tốt nhất có thể để tất cả mọi người, từ những cái hộ gia đình, bà con nông dân quy mô nhỏ nhất đến những cái trang trại, công ty, tập đoàn lớn mà họ nuôi sản xuất với diện tích lớn, không chỉ riêng trong mảng trùng quế mà trong mảng phân bón nói chung. Bản thân tôi sẽ hướng dẫn cũng như là sẽ có một cái tương tác qua lại để chúng ta chuyển giao công nghệ, và một bên là đầu tư vào chất xám, một bên là đầu tư vào yếu tố máy móc thiết bị kỹ thuật, kết hợp với nhau chúng ta sẽ cho ra nhiều sản phẩm ứng dụng được cho nông nghiệp cũng như là trong cái vấn đề phát triển kinh tế địa phương. Và một lần nữa hy vọng rằng cái quy trình chuyển giao công nghệ, chủ đề ngày hôm nay tôi xin chia sẻ để làm gia tăng giá trị của ngành trùng, để cho khách hàng nhiều phân khúc khác nhau về trồng trọt và chăn nuôi có thể ứng dụng và sử dụng cái sản phẩm thật sự giá trị gia tăng từ cái ngành trùng, tạo ra nhiều sản phẩm xanh sạch, an toàn và hạnh phúc. Thì tôi sẵn lòng kết nối, và số điện thoại cũng như là thông tin tôi để phía dưới video, mọi người có thể liên hệ và chúng ta có thể kết nối và trao đổi để làm sao mà tôi sẽ chuyển giao cái quy trình công nghệ này với chi phí tốt nhất cho tất cả bà con, hoặc là những đối tác, anh chị em, hoặc những công ty trang trại nuôi trùng quy mô lớn, để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một hệ thống mạng lưới những người làm nông nghiệp tử tế, ứng dụng dựa trên nền tảng của ngành trùng quế, xử lý chất thải hữu cơ, biến nó thành những cái loại phân bón hữu cơ vi sinh rất là tốt cho nông nghiệp, cũng như là góp phần bảo vệ môi trường, từ đó tạo ra những sản phẩm xanh, sạch, an toàn, thân thiện và giúp cho sức khỏe của người tiêu dùng ngày càng nâng cấp hơn, cũng như là làm cho người tiêu dùng tin tưởng hơn vào anh chị em làm nông nghiệp nói chung, cũng như là những anh chị em mà đang dấn thân và đang làm trong cái lĩnh vực đầy nhiều khó khăn là ngành trồng quế này. Một lần nữa xin kính chúc quý bà con và quý khách hàng một vụ mùa bội thu, và sẽ ứng dụng được những cái kiến thức về phân bón, về vi sinh, về trồng quế cho chính cái trang trại, chính cái farm, cái vườn của mình một cách thành công nhất. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau.